Chuyện từ Seoul. Minh Phương xin kính chào tất cả các quý thính giả của chuyên mục Chuyện từ Seoul trên đài phát thanh quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio. Hôm nay, chúng ta sẽ được gặp gỡ bạn Vũ Nhật Tuấn, người được biết đến ở Việt Nam với các video cover các ca khúc của nhóm nhạc Hàn Quốc Big Bang. Điểm đặc biệt là Vũ Nhật Tuấn chưa hề học qua các lớp tiếng Hàn nhưng lại có khả năng hát và rap chuẩn xác bằng tiếng Hàn. Hiện tại, Vũ Nhật Tuấn đang theo đuổi con đường kinh doanh nhưng vẫn giữ niềm đam mê ca hát bằng việc hoạt động như một ca sĩ và MC tự do tại Việt Nam. Hãy cùng Minh Phương gặp gỡ anh chàng Vũ Nhật Tuấn ngay bây giờ các bạn nhé! Mình là Vũ Nhật Tuấn, hay có một cái tên khác mọi người hay gọi cho mình là Tú Biên Vũ. Hiện tại mình đang kinh doanh tự do và buổi tối thì đi làm MC2 ở một số quán bar và đi club tại Sài Gòn. Bạn đã được biết đến nhiều trên mạng xã hội với các ca khúc cover của nhóm nhạc nam rất là nổi tiếng ở Hàn Quốc là Big Bang. Vậy thì bạn có thể chia sẻ thêm là điều gì đã khiến bạn yêu thích các ca khúc của Big Bang và văn hóa của Hàn Quốc nhiều như vậy được không ạ? Để nói về cái khoảng thời gian mình bắt đầu được nghe đến nhạc Hàn Quốc thì chắc là khoảng năm lớp 2, lớp 3. Nhưng mà những cái nhóm nhạc và những nghệ sĩ đầu tiên của Hàn Quốc mà mình được nghe thì là không phải là Big Bang. Đó là những nhóm nhạc như Đông Bang Sinh Vi, Super Junior, BN hay là Seven vân vân. Nhưng mãi cho đến năm lớp 6, lớp 7 khi mà lần đầu tiên được nghe những bài hát của Big Bang thì không hiểu sao là mình có một cái cảm giác rất là muốn được hát lại những bài hát của Big Bang rất là nhiều, bởi vì những cái bài hát của họ, những cái gu âm nhạc của họ nó khiến cho mình luôn luôn phải nhún nhảy và luôn luôn cảm thấy là có một cái tinh thần rất là phấn chấn khi nghe đến những bài hát của họ. Đó là cái lý do mà mình rất là thích cover lại những cái bài hát của nhóm Big Bang. Tại thời điểm đó thì bạn hoàn toàn là không biết tiếng Hàn, vậy thì bạn đã làm thế nào để có thể mà vừa hát rồi thậm chí là rap các ca khúc của Big Bang như vậy ạ? Có một cái điều hơi đặc biệt một chút là trước khi nghe âm nhạc của Hàn Quốc thì mình cũng có nghe âm nhạc của châu Âu, châu Mỹ vân vân, hay có thể gọi nói chung là tiếng Anh. Thì một khi mình thích một bài hát nào thì mình hay tìm lại bài hát của những bài hát đó để mà mình tập hát theo. Thì ngày xưa lúc mà mình chưa biết gì về tiếng Hàn thì mình cũng chỉ hiểu đơn giản là mình nghĩ là mình sẽ có cách để hát được bài hát này chứ nhỉ. Thế là mình cũng lên trên mạng và mình cũng tìm những cái lời bài hát của những bài nhạc Hàn Quốc của Big Bang. Nhưng mà vô tình thì mình lại thấy được là cái lời bài hát của Big Bang nó vẫn có những cái cách phiên âm theo cái tự Latin. Thì mình tải về và mình in những cái tờ bài hát, những cái tờ lời bài hát đó của Big Bang ra giấy. Và hàng ngày mình nghe nhạc của Big Bang và mình tập nhìn vào những cái phiên âm Latin đó. Và bây giờ mình bắt đầu mình đã quen mắt rồi thì mình có thể hát được những cái ca khúc đó. Mình nghe đến cái chữ cái đó, mình nghe đến cái âm điệu đó, mình biết là cái chữ này thì họ phải hát như vậy. Tức là từ đó mình thuộc. Và sau nhiều lần và nhiều bài hát nữa của Big Bang và nhiều bài hát Hàn Quốc hơn nữa, mình tự rút ra những cái quy tắc hay là những cái cách phát âm khi mà gặp những cái từ đó thì mình biết là còn phải đọc như thế nào. Đó là cái cách để mình tập được một bài hát tiếng Hàn Quốc mặc dù mình không biết tiếng Hàn. Thời điểm mình bắt đầu tập hát tiếng Hàn chắc có lẽ là khoảng cấp 2. Đến trung bình thì bạn thường mất bao lâu để có thể tập hát và rap một bài Hàn Quốc hoàn chỉnh? Theo như mình nhớ thì có lẽ ngày xưa là mình tập một bài hát Hàn Quốc hoàn chỉnh nó nhanh hơn là bây giờ. Bởi vì đơn giản ngày xưa là mình chỉ có đi học và về và ở nhà và làm bài tập và chơi ở nhà và nghe nhạc thôi. Cái thời gian mình dành cho cái chuyện là thực sự mà tập một bài hát và chăm chú một bài hát nó nhiều hơn so với cái tuổi đi làm bây giờ. Cho nên là ngày xưa mình có khi chỉ mất một ngày để tập được một bài hát hoàn chỉnh thôi. Còn bây giờ chắc có lẽ phải tới 4-5 ngày. Minh Phương còn được biết là bạn đã từng nhận giải nhì trong một cuộc thi cover toàn cầu do Big Bang tổ chức trên YouTube. Vậy thì bạn có thể giới thiệu thêm về kỷ niệm đáng nhớ này của bạn được không ạ? Thực sự thì đây là một cái kỷ niệm rất là đặc biệt trong trong đời mình. Đó là cái lúc mà Big Bang trở lại với tư cách là 5 người, 5 thành viên của Big Bang một cách đầy đủ sau 3 năm. Bởi vì 3 năm, trong vòng 3 năm đó họ chỉ hoạt động solo hoặc là hoạt động theo những cái dự án nhỏ là 2 người, 3 người vân vân. Thì năm đó là Big Bang ra cái bắt đầu cái dự án album Make của họ với cái album đầu tiên là chị Em, là chị M. Thì họ có 2 bài không bắt ngay lúc đó thì mình lại đúng vào cái thời gian là mình đang chuẩn bị bảo vệ luận án tốt nghiệp. Thì cái thời gian đó thực sự là thời gian mình rất là stress và rất là tập trung cho cái việc mà chuẩn bị kết thúc cái con đường học vấn của mình trong cái môi trường đại học.
cũng may mắn, không không biết là may mắn hay là như thế nào, nhưng mà Big Bang là lại trở lại và đưa cho mình một cái cảm xúc và một cái, nói chung là mình là một con người không thể sống thiếu âm nhạc được. Những cái lúc mà đang khó khăn và đang stress nhiều như vậy mà một cái âm nhạc của một nhóm nhạc mình đã thích từ nhỏ đến giờ bỗng chốc quay lại và có những cái niềm cảm hứng mới, có những cái ca khúc mới, nó khiến cho mình chỉ muốn cover ngay, chỉ muốn hát lại ngay những cái bài của những cái giọng hát thân thương này, những cái giọng nói mà mình đã nghe được từ nhỏ rất là nhiều. Thì đơn giản là mình như mọi lần một bài hát mới của Big Bang mình tập và mình cũng ngồi hát ở trước máy quay một cách rất là đơn giản thế thôi. Nhưng mà cái đợt Big Bang comeback với album Mad đó, cụ thể là album nhỏ đầu tiên là Em, thì là họ có tổ chức một cái cuộc thi cover toàn cầu dành cho tất cả các fan để mà chờ đón cái sự trở lại của họ. Thì cái video mà mình hát cái bài BB của Big Bang là mình đã tung ra trước khi mà có cái quyết định là có cái chương trình cuộc thi cover toàn cầu đó rồi. Nhưng tới ngày chính thức có cái quyết định là có cuộc thi đó thì một người em của mình là thông báo cho mình biết là anh Tuấn ơi, có cuộc thi đó đó, anh có muốn tham gia không thì em nộp giùm cho. Tại vì lúc đó mình vẫn đang trong thời gian là bảo vệ luận án, mình lại không nghĩ đến cái chuyện tham gia thi cái này hay thi cái nọ cả, mình chỉ biết là mình muốn ngồi hát cho vui thôi. Thì mình mới bảo là ồ vậy hả, có một cuộc thi như vậy thì ok, thế thì em cứ nộp giùm cho anh đi, mình tham gia chơi cho vui cũng được, để thứ nhất là vừa cho mọi người vừa cùng tham gia một cái dịp vui chung với tất cả các VIP là fan của Big Bang trên toàn cầu, vừa có một cái dịp để cho mọi người biết đến Big Bang nhiều hơn, hoặc là biết đâu may mắn Big Bang lại nghe được mình hát vân vân thì nó cũng vui. Thì mình cũng nhờ người em đã nộp cái clip của mình lên trên trang chủ của YG là công ty của Big Bang. Và trong suốt thời gian mà cuộc thi diễn ra, mình cũng không hề quan tâm cái lượt view hay là lượt like hay là lượt bình chọn ở trên trang chủ của YG, cho đến ngày cuối cùng lúc mà cuộc thi kết thúc và công ty YG chính thức công bố kết quả, thì người em của mình và một số bạn trên Facebook cũng là những người thông báo cho mình luôn, chứ chính mình cũng không tự chủ động biết được cái tin đó. Đó là mình đã được cái giải nhì, là đồng hạng nhì với ba bạn nữa. Tổng cộng mình có bốn bạn được giải ở trên YouTube. Thì mình rất là bất ngờ. Đây là một cái kỷ niệm phải nói là giống như là mình không hề có một sự chuẩn bị gì cho cái cuộc thi này. Mình cũng không hề có một cái sự tương tác trong video của mình nữa, nhưng không hiểu sao mình lại được giải. Và sau này có một số người cũng có phân tích cho mình, thì đúng là nhờ cái những cái tự nhiên, những cái vô tư như vậy mà mình là một trong bốn cái video đặc biệt nhất của cái đợt trao giải lần đó. Quả thật là một cái điều đó là vinh dự và cũng rất là bất ngờ với bạn đúng không? Để bởi vì là video lại xuất hiện trên cả trang chủ của nhóm Big Bang trên YouTube nữa. Giải thưởng mà bạn nhận được khi đó là gì ạ? Giải thưởng mà mình nhận được là một album Em của Big Bang và gồm 5 chữ ký của cả 5 thành viên ở trên bìa của album. Và tiếp theo là một cái món quà lưu niệm. Mình không biết là ba bạn kia được gì, nhưng mà mình thì được một cái móc khóa có biểu tượng của T.O.P, một thành viên của Big Bang. Nhưng mà có lẽ là mỗi người sẽ có một giải thưởng khác nhau. Và cái món quà thứ hai, tức là ví dụ như mình thì được T.O.P tặng cho cái móc khóa, nhưng có thể là các bạn khác sẽ được một số thành viên khác của Big Bang tặng cho những thứ khác. Còn cái bạn được giải nhất thì đặc biệt hơn là sẽ được qua Hàn Quốc. Và hình như là có thu âm với Big Bang nữa thì phải, nhưng mà đợt đó mình lại không thấy có tin tức gì cả, nên mình cũng không biết thông tin phía sau thế nào. Cho mình phân hỏi một chút là ngoài nhóm Big Bang ra thì bạn có yêu thích và tìm hiểu về văn hóa của Hàn Quốc nhiều không, và bạn tìm hiểu như thế nào? Thực sự thì văn hóa của Hàn Quốc nói riêng hay là văn hóa của châu Á nói chung là một cái điều mình rất là thích. Phải nói là chủ động tìm hiểu thì có lẽ là không, nhưng không hiểu sao nó cứ vô tình nó đến những cái thông tin rất là hay cho mình, và từ đó mình thích. Mình tự chủ động tìm hiểu luôn từ lúc nào không hay, không cần phải có ai nói là mình cái nói đó hay lắm mày, bạn nên đi tìm hiểu đi, có cái đó nó hay lắm rồi bạn nên biết đi hay gì đó. Mình tự biết đến những cái đó và mình tự tìm hiểu, tự chủ động tìm hiểu những thứ đó luôn. Và mình cảm thấy là văn hóa Hàn Quốc hay là văn hóa châu Á nó có một cái gì đó rất là gần gũi với mình hơn, tại vì dù sao mình cũng là người Việt Nam. Thì trước khi biết đến âm nhạc Hàn Quốc, thì trước khi biết đến văn hóa của Hàn Quốc thì mình nghe rất là nhiều nhạc của Âu Mỹ và cũng rất thích tìm hiểu văn hóa Âu Mỹ. Nhưng mà đến khi mình được nghe nhạc Hàn Quốc và được
biết đến văn hóa Hàn Quốc thông qua những cái chương trình game show, chương trình thực tế của bên Hàn mà do những cái nghệ sĩ mà mình thích nghe nhạc họ tham gia, thì mình là hay đón xem những cái show truyền hình đó, vân vân. Thì vô tình mình đã biết được là một số cái nét văn hóa, hay là một số cái phong tục, hay là một số cái truyền thống của người Hàn Quốc, hay là một số cái cách ứng xử cũng như là cách làm việc, có nhiều thứ rất là thú vị mình học được từ cái văn hóa của người Hàn Quốc. Quý vị và các bạn đang lắng nghe chuyên mục Chuyện từ Seoul với khách mời là bạn Vũ Nhật Tuấn, người được biết đến ở Việt Nam với các video cover các ca khúc của nhóm nhạc Hàn Quốc là Big Bang. Hãy cùng tiếp tục lắng nghe cuộc trò chuyện với chúng tôi nhé. Minh Vân còn có được biết là bạn đã từng thực hiện một số MV mà bạn cover các ca khúc của Big Bang đúng không? Bạn có thể giới thiệu thêm cho quý khán giả được biết là bạn đã thực hiện bao nhiêu MV và đó là những MV như thế nào được không ạ? Về số lượng MV thì thực sự mình cũng không nhớ hết, nhưng mà có thể kể ra một số cái MV tiêu biểu mà mình thực sự có đầu tư và cũng có chăm chút để mà cho cái sản phẩm nó được tốt nhất. Thì là có cái MV của bài Let's Not Fall in Love của Big Bang. Gần đây nhất thì mình có ra một cái MV cũng được khá nhiều người ủng hộ. Đó là cái MV mà mình làm lại bằng tiếng Việt, mình viết lại lời Việt và mình remix lại cái ý nghĩa của bài hát đó dựa theo cái ý chính trong cái lời bài hát. Đó là bài Fear của thành viên Song Mino của nhóm Winner với lại Jae Young của nhóm Big Bang. Thì mình có viết lại lời Việt cho cả cái bài hát đó, và mình có mời một người bạn là rapper của mình tham gia chung trong cái bài hát đó, và mình remix lại cả bài hát, đặt tên cho bài hát đó là Cha. Mình có quay cả một cái MV rất là chỉnh chu và một cái sản phẩm gọi là hoàn thiện nhất của mình trước đến giờ và được mọi người rất là thích. Trước đây thì mình cũng có tham gia một cái MV tên là If You chung với một bạn, thì bạn đó cũng chính là người một trong ba người mà đạt giải nhì cuộc thi cover album Em toàn cầu của Big Bang tổ chức. Bạn đó là người, theo mình nhớ không lầm thì hình như là người Phần Lan. Ở thời điểm đó thì bạn và bạn người Phần Lan kia làm thế nào có thể quen biết nhau và thực hiện chung một MV như vậy ạ? Bởi vì ngay từ khi mà Big Bang công bố giải thưởng là nhất và ba giải nhì, thì là bạn người Phần Lan đó là người chủ động email liên hệ với mình trước. Và bạn ấy muốn là bây giờ sẵn dịp tụi mình được biết nhau thì tụi mình cùng tham gia. Thì bạn người Phần Lan nó cũng có liên hệ với cái bạn thứ ba cũng giải nhì kia, nhưng mà cái bạn nó có lẽ là bận hay là sao đó bạn không tham gia được. Thì bạn người Phần Lan nó có kết hợp với mình và một bạn chơi piano cũng là ba người, cũng là ba YouTuber không hề biết nhau ở ngoài đời và cũng không hề liên lạc với nhau trước đó, chỉ là thấy có những sản phẩm của nhau như thế, thế là tất cả mọi người cùng kết hợp với nhau là ba tụi mình là cùng có một chung một sản phẩm là bài If You Cover. Lúc mà bạn cover những ca khúc của Big Bang như vậy thì bạn chưa biết tiếng Hàn, vậy hiện tại thì bạn có đang theo học tiếng Hàn chưa ạ? Hiện tại mình vẫn chưa thể sắp xếp được thời gian theo học tiếng Hàn, bởi vì là đối với mình thì tiếng Hàn hay là bất kỳ một cái tiếng nào khác thì nó cũng là một ngôn ngữ, và đã là một ngôn ngữ thì nếu như đi học thì mình cần phải có một cái hoạt động song song với nó, hoặc là một công việc, nói chung là một cái hoạt động gì đó mình có thể dùng cái ngôn ngữ đó một cách thường xuyên thì cái ngôn ngữ đó nó mới tồn tại trong người mình lâu được. Nếu như bây giờ mình đi học tiếng Hàn thì nó không phải là một loại kỹ năng mềm, nó không phải là một cái soft skill. Mình đi học mà về mình lại không sử dụng tiếng Hàn thường xuyên vào những dịp gì mình cần, hay là nó không hỗ trợ cho công việc của mình hiện tại, thì mình nghĩ là mình sẽ bị quên mất, thì nó rất là phí, uổng phí thời gian. Và mình không có muốn điều này xảy ra, cho nên là mình muốn là khi mà mình thực sự chắc chắn là mình sẽ có thời gian làm một cái việc gì đó, hoặc là có một cái hoạt động gì đó sẽ sử dụng tiếng Hàn, chắc chắn sẽ thu xếp công việc để mà học cái tiếng Hàn. Chỉ vừa mới vào giữa năm 2016 thôi thì bạn đã gây ấn tượng với khán giả và quý vị giám khảo qua các ca khúc cover của Big Bang khi mà bạn xuất hiện trong cuộc thi Nhân tố bí ẩn tại Việt Nam. Vậy đây là một cái bệ phóng rất là tốt, tại sao bạn lại không phát triển luôn sự nghiệp ca sĩ chuyên nghiệp của mình ạ? Tại vì thực sự thì mình biết là khả năng của mình ở hiện tại và những cái điều kiện mình đang có
nó vẫn chưa thể nào đáp ứng được một cái chuyện là mình đến với cái ngành đến với cái nghề ca sĩ chuyên nghiệp, và mình lại thuộc vào một cái tiếp người gọi là đã hiểu rõ vấn đề rồi thì không nên cố gắng phung phí thời gian vô ích và nói nhiều quá. Thì đó chỉ là một cái dịp giống như là mình muốn thể hiện cái cá tính âm nhạc của mình, đó là một cái tính âm nhạc mới mà hoàn toàn mọi người trước giờ chỉ nghĩ là một người thì nên có tính âm nhạc riêng, một người thì nên có tính âm nhạc của chính họ. Nhưng mà mình lại muốn đi đến một cái suy nghĩ khác, là một người có thể gọi là ấn tượng một cái tính âm nhạc của người khác tới mức mà họ có thể làm lại giống hoàn toàn như vậy thì cũng không phải có nhiều người có thể làm được. Thì mình chỉ muốn gọi là, thứ nhất là vừa muốn thể hiện cái tính của mình ở trên sân khấu, thứ hai là vừa muốn đem cái âm nhạc của Big Bang đến cho nhiều người biết hơn. Đó là cái suy nghĩ rất là đơn giản cho mình khi mà tham gia cuộc thi như vậy thôi. Mình không có đặt nặng có nhiều vấn đề. Thì lần đó may mắn là cũng được rất nhiều các khán giả ủng hộ, thì mình cảm thấy là vui. Nhưng mà còn cái chuyện là nếu như lấy đó để làm bờ sống, để làm theo đuổi một con đường ca hát chuyên nghiệp, thì mình nghĩ là sẽ rất là khó đối với mình. Tại vì nói thẳng là về kỹ năng và về những cái nhu âm nhạc mà mình thích và mình muốn theo đuổi, kỹ năng thì mình cũng chưa phải là quá tốt và chưa phải được đào tạo một cách bài bản. Còn về cái gu âm nhạc của mình thì thực sự là nó không được ưa chuộng tại Việt Nam quá nhiều. Mình không nghĩ là mình sẽ có thể mà phù hợp hay là có thể thuận lợi trong cái con đường ca sĩ chuyên nghiệp đó như mình chọn. Mình có rất là nhiều cái suy nghĩ về chuyện đó rồi, và mình đã quyết định là không, mình chỉ giữ nó như là một cái đường đi song song đồng hành cùng với mình mỗi khi mình có cảm hứng, hay là mình buồn, hoặc là mình có những cảm xúc gì đó nhất thời. Mình sẽ làm ra những cái sản phẩm để thứ nhất là tự thỏa mãn chính mình, thứ hai là để tặng cho những người mà vẫn còn quan tâm theo dõi và lắng nghe mình. Vậy ở hiện tại hoặc là trong tương lai gần thì bạn có kế hoạch là sẽ thực hiện tiếp một ca khúc cover nào hoặc là một MV nào đó của Big Bang không ạ? Chắc chắn là có. Miễn là Big Bang vẫn còn hoạt động thì chắc chắn mình vẫn sẽ còn cover, và sẽ cố gắng cover một cách theo một cách gọi là đặc biệt với những người trước giờ đã từng biết đến mình nhé, để tặng cho tất cả mọi người, hoặc là theo một cách ấn tượng nhất để cho tất cả những người mà kể cả là chưa biết mình, họ cũng sẽ vừa biết đến mình mà cũng vừa biết đến âm nhạc của Big Bang luôn. Đó là cái mục đích của mình khi mà mỗi khi mà cover âm nhạc của Big Bang. Và cuối cùng trong chương trình thì Minh Vương muốn mời bạn Vũ Nhật Tuấn gửi tặng cho quý khán giả của Chuyện Từ Seoul một đoạn cover một bài hát nào đó của Big Bang mà bạn yêu thích nhất được không ạ? Thực sự là hát qua điện thoại thì là lần đầu tiên mình thực hiện, nhưng mà đây cũng là một cái dịp rất là vui và rất là đáng nhớ được phỏng vấn qua điện thoại. Cũng là để gửi cho các bạn đang nghe đài một cái ca khúc mà Big Bang cũng vừa mới ra mắt gần đây. Đó là ca khúc tên tiếng Hàn là Eramu Riketa. Thì mình sẽ thể hiện một đoạn nhỏ nhỏ cái phần của Tae Young trong bài hát này. I don't wanna get down, girl, I wanna get down, 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 girl, I wanna get down, down
Quý vị và các bạn thân mến, phần cover một đoạn trong ca khúc của Big Bang do Vũ Nhật Tuấn trình bày cũng đã kết thúc chuyên mục Chuyện từ Seoul tuần này. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.